Xin được chào mừng quý vị các bạn đến với kênh truyền hình Otobi Car TV. Thưa quý vị các bạn, thì tôi đang có mặt tại Toyota Mỹ Đình để dự lễ ra mắt mẫu xe Toyota Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc hoàn toàn mới. Và ngay đằng sau tôi đây chính là một mẫu xe Toyota Camry 2019. Giá bán ra sao thì xin mời quý vị các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị các bạn, thì Toyota Camry đang được phân phối tại thị trường Việt Nam có tới hai phiên bản, bao gồm phiên bản 2.5Q và phiên bản 2.0G, và phân phối theo hình thức là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Hiện tại thì đây chính là phiên bản Toyota Camry 2.5Q. Quý vị các bạn có thể thấy là toàn bộ thiết kế được thiết kế hoàn toàn khác biệt so với lại phiên bản cũ, với cái triết lý thiết kế là hoàn toàn mới theo tiêu chuẩn quốc tế là TNGA của Toyota. Quý vị các bạn có thể để ý ạ, ngay cái khu vực của phần đầu xe này cũng có rất nhiều những cái điểm khác biệt. Thực ra thì chúng tôi đã xây dựng một video clip để có thể chia sẻ đến quý bạn những cái điểm rất khác biệt giữa cái form Camry 2019 và Camry 2018 rồi, và những cái tính năng nổi bật cũng đã được xây dựng trong những video clip trước. Và chúng tôi chỉ có thể nói sơ qua đến quý vị các bạn trong clip ngày hôm nay. Thì quý vị các bạn có thể đấy, toàn bộ những cái thiết kế phần đầu xe cũng được thiết kế cách điệu hơn rất là nhiều. Thiết kế mặt ca lăng được theo hình thức rất là mới, với cái mặt ca lăng được thiết kế rất to bản, tạo ra một cảm giác rất khỏe khoắn cũng như sang trọng cho mẫu xe này. Toàn bộ hệ thống đèn thì bao gồm cả phiên bản 2.0 và phiên bản 2.5Q thì đều được thiết kế trông rất là mới mẻ và có một cái cảm giác sang trọng hơn, với việc thiết kế cả đèn pha và bóng cốt đều trang bị công nghệ bóng dạng LED, cũng như có đèn chiếu sáng ban ngày và đèn vị trí cũng đều trang bị công nghệ LED rồi. Bên cạnh đó thì những cái tính năng mới ví dụ như đèn chờ dẫn đường, công nghệ tự động bật tắt thì đều đã được trang bị trên mẫu xe Toyota Camry phiên bản mới. Cảm biến phía trước cũng đã được trang bị hệ thống đèn gầm, được trang bị công nghệ LED. Đây chính là cái mẫu xe Camry 2.5Q, và cái mẫu xe này có la răng được thiết kế đường kính rất là to, và la răng cái lốp thì được thiết kế rất to bản giúp tăng cái khả năng bám đường. La răng được thiết kế 18 inch và phiên bản 2.0 thì được thiết kế 17 inch. La răng này thiết kế dạng đa chấu, có một cảm giác rất là hoàng gia, rất sang trọng giống như cái mẫu xe Crown cổ kính. Nhưng bên cạnh đó thì lốp xe được thiết kế rất trông rất là sang trọng và thể thao. Chúng ta có thể ngắm nhìn toàn bộ cái sườn xe cũng như thân xe của Camry 2.5Q sản xuất năm 2019 và nhập khẩu nguyên chiếc này. Nó khác hẳn với cái thiết kế của mẫu xe cũ là thiết kế cổ điển và dành cho những người trung tuổi nhiều hơn, thì sang phiên bản mới này thì đã được thiết kế trẻ hóa với cái cột, đặc biệt là cái cột D này. Cột D này thì được thiết kế giống như là một cái xe Cooper, với cái độ thoải từ gần như từ nóc xe xuống phía dưới. Đấy, tạo ra cảm giác rất thể thao cho mẫu xe này. Hệ thống đèn hậu cũng được thiết kế mới và có một cảm giác vuốt dài ra hai bên, và trang bị công nghệ thì đương nhiên là toàn bộ dạng full LED. Phiên bản 2.5Q thì được trang bị tới hai ống xả, trông thể thao hơn rất là nhiều. Cảm biến phía sau cũng đã được trang bị rồi. Camera lùi đương nhiên đã được trang bị trên mẫu xe Toyota Camry 2.5Q. Nghe đâu đó thì mẫu xe này được trang bị cái tính năng rất hiện đại, bao gồm là tính năng nó sẽ hỗ trợ lùi xe của quý các bạn thông qua một cái radar, tức là tính năng nhận diện những cái phương tiện di chuyển cắt ngang ở phía sau, giúp quý bạn có thể lùi xe một cách an toàn và chủ động hơn rất nhiều lần.
Ở phần gương chiếu hậu thì ngoài những cái tính năng truyền thống ra thì Toyota Camry phiên bản mới này đã được trang bị chức năng gập tự động và có hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như chống động nước đã được trang bị trực tiếp trên mẫu xe này. Đấy, cái hệ thống cảnh báo điểm mù nó thuộc cái tính năng an toàn mà lần đầu tiên được trang bị trên mẫu xe Camry nhập khẩu về Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với phần không gian nội thất được trang bị trên mẫu xe này ra sao. Thì chúng ta có thể thấy toàn bộ những cái thiết kế của Toyota Camry thế hệ mới đây là thiết kế hoàn toàn mới, trông có một nét gì đó nó hiện đại hơn rất nhiều, nhưng cũng có một nét gì đó nó sang trọng và hiện đại hơn rất nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay, ví dụ như ngay từ cái vô lăng lái đây được bọc da ba chấu và có nhiều những chi tiết mạ bạc rất là tinh tế. Chìa khóa để đổ thông minh, rồi tính năng ga tự động đã được trang bị trực tiếp trên vô lăng lái. Bản 2.5Q thì được trang bị trên cái lẫy chuyển số trên vô lăng, còn 2.0E thì không. Chúng ta có thể thấy cái mặt táp lô được thiết kế hoàn toàn mới, và với việc đan xen rất nhiều những cái chi tiết bọc da, ốp gỗ, ốp giả vân gỗ, mạ bạc. Đấy. Và có thể thấy những cái đường chữ V, đường cong rất là độc đáo trên mẫu xe này. Chúng ta sẽ đến với cái màn hình DVD. Đấy, màn hình DVD được thiết kế vô cùng sang trọng hiện đại và màn hình rất là rộng, 9 inch kết nối với 9 loa. Loa này là loa JBL nhé. Đấy, loa JBL là một trong những thương hiệu loa nổi tiếng Nó sẽ giúp chiếc xe của bạn giống như những nhà hát opera. Đấy, và trên màn hình này thì được tích hợp bản đồ vệ tinh dẫn đường. Đấy, nó sẽ giúp cho quý các bạn có thể định vị dễ dàng. Và đây cũng là tính năng lần đầu tiên được tích hợp trên Toyota Camry, đặc biệt là cái phiên bản màn hình mà theo xe, tức là màn hình nhập khẩu trực tiếp nhé. Hệ thống điều hòa đương nhiên rồi, vẫn giống như cái điều hòa cũ và được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, đúng không ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ phía đằng trước, phía ngồi người bên phụ và người lái phía sau rất là đơn giản và dễ dàng. Lần đầu tiên cái tính năng phanh tay điện tử cũng như auto hold này cũng đã được trang bị. Và chế độ vận hành thì có cái chế độ ba chế độ lái, bao gồm chế độ là Eco, Normal này và Sport. Hộp lạnh đương nhiên là được trang bị đây rồi. Ở Camry 2.5Q thì hàng ghế thứ hai được đánh giá là vô cùng hiện đại, bao gồm có những cái chức năng điều chỉnh trượt ngả cái hàng ghế thứ hai này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh ngả cái hàng ghế thứ hai này. Đấy, và chúng ta có thể điều chỉnh được chế độ gió, điều chỉnh được cái âm thanh, điều chỉnh được cái rem che nắng phía đằng sau. Hiện tại ở phần ngoại thất thì chúng ta sẽ có 7 màu để có thể lựa chọn một cách rất là thoải mái và dễ dàng, bao gồm có màu bạc, màu trắng, màu ghi, màu nâu và màu đen, cũng như là đen thì có hai màu đen, đen 218 và đen 222. Bên cạnh đó thì trang bị một cái màu rất là cá tính, đó là màu đỏ 3T3, giúp cho quý các bạn có thể dễ dàng lựa chọn. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là cái màu nội thất được trang bị trên mẫu xe Camry này cụ thể ra sao. Thì mẫu xe này có tới 2 màu nội thất để có thể tùy chọn, đó là màu đen và màu be hay là màu sáng hơn. Hiện tại Toyota Camry đang phân phối tại thị trường Việt Nam có 2 phiên bản. Phiên bản thứ nhất là phiên bản Camry 2.5Q giá là 1 tỷ 235 triệu. Phiên bản thứ hai là Camry 2.0G giá là 1 tỷ 029 triệu. Và giá này chưa bao gồm lắp thêm phụ kiện cũng như chính sách hỗ trợ của các đại lý. Hiện tại các đại lý của Toyota, đặc biệt là Toyota Mỹ Đình, đang có chính sách áp dụng hỗ trợ trả góp cho dòng xe Toyota Camry từ 80 đến 90%. Như vậy quý vị các bạn chỉ có thể cần bỏ ra khoảng tầm 200 triệu đến 300 triệu là có thể sở hữu ngay mẫu xe Toyota Camry đầy mơ ước này. Chúng ta sẽ đi vào sâu hơn nữa liên quan đến việc tính toán những chi phí lăn bánh, bao gồm lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí biển số cụ thể ra sao.
Thưa quý vị các bạn vừa trải nghiệm trực tiếp mẫu xe Toyota Camry được phân phối tại thị trường Việt Nam theo hình thức nhập khẩu. Và nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu mẫu xe Toyota, vui lòng gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.